trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Mở đầu chương trình là bài ca Hội nghị Chiên Hồng, soạn lời Mười Phú, theo thể điệu Phú Lục Chấn do tài tử Hải Ngàn thể hiện. Việt Nam đã trải qua bao thế hệ, qua những khi hưng thịnh, qua bao lạnh biến cuộc đổi thay, nhưng dân ta vẫn nêu cao ý chí đấu tranh, tinh thần quật khởi chống xâm lăng để giành lấy nền độc lập tự do. Bé gái xích xì nô lệ, ta tăng ách thống trị ngoài mây của bọn thượng hiền giả, chỉ cho dân lành bao trăm lòng quốc gia tối nhục còn dẫn động. Liên tục chương trình, tài tử Minh Hiền thể hiện bài Xu Gia Kể Chuyện Nông Thôn, sáng tác Minh Hải, theo thể điệu Xuân Tình. Bà chị đúng lầm tôi rồi, tôi nói đẹp ở đây là đẹp làng cỡn trong dưới, chớ tôi đâu khen chị xui đẹp hồi nào. Vì từ ngoài ngó vô tận trong đây,
nhà cửa căng căng, ngõ xóm đàng hoàng, công trường mới xây, chợ nông thôn trường học, ngắm sờ sờ cũng thấy thỏa trong lòng, làm cho tôi đây cũng trẻ lại mấy phần. Cứ ngỡ như mình vừa mới tuổi đôi mười, thì ra là anh suy có tình lỗi bộ, không chỉ dám chân mà để ngắm đất đời, già rồi mà anh thiệt là yêu đời. Từng tuổi này tật em đó anh suy ơi, nếu chị không ngại thì chỉ cho tôi hỏi, đi mấy năm thôi sao thay đổi là kỳ, cứ ngỡ như là xa cách đã rất lâu, nhưng bấm đốt ngón tay tính lại chỉ mấy năm trời. Thời ở chỗ chú gia có gì đâu mà anh phải ngại. Anh xui hỏi tôi xin được trả lời, anh xui à, nông thôn mới đâu mà nhà nước góp của, dân mình góp đồng, đâu 19 tiêu chí nghĩa giá thì cũng khó thiệt. Nhưng có quyết tâm không có gì đáng ngại, trên dưới đồng lòng cùng nhau phấn đấu, chuyện mau rõ ràng nông thôn mới sẽ thành công. Nghe chị hôm qua tôi đã hiểu rồi, nhờ chú Trương dân mình đổi thay, nông thôn tốt mới chắc từng ngày, lòng dân hơn hơn xây đời. Dạ mời anh xui, không thả ngồi chở như tôi cười chuyện này, nhớ lại hồi lúc ban đầu, ý kiến lại qua nghe mà mắt thần, đánh đấu so kè từng đánh đánh nhành cây, có người làm ngơ trong màn tới sân, nhờ chính quyền kỳ dân tâm, rồi lần hồi dân cùng hiểu cũng thông, đó là người hiến đất người bỏ công xây dựng, mới có hôm nay công trường xanh sạch đẹp, khu điện tạm trá cùng nhà văn hóa, xây dựng đàng hoàng tiện lợi lắm anh xuống ơi. Mục tiêu chung mình đã mạnh dân giàu, có đang dẫn đường là cầm chân nắm thôi, chỉ xuôi đâu trời đã sẽ chiều. Đại tử Thùy Dương tiếp nối chương trình với 20 câu Ngũ Đối Hạ, Hồn Thiên Sông Núi, soạn lời Trần Ngọc Thạch. Thank you.
lòng trên dưới muôn dân dài nhau hai chữ thanh mừng và trải qua bao đời âm nhạc là hồn núi sông theo chương trình là thể điệu Liêu Giang Gánh Chè Đêm, sáng tác Minh Đăng, sẽ do tài tử Nguyễn Thùy Dương thể hiện. Gánh chè làm thế sinh nhai.
sao tôi thấy mùi gì đắng cay. Từ nỗi niềm bế dâu trong đôi mắt chỉ hằng sâu, bao gần khúc bé bàng tôi lại càng xót xa. Gánh che đêm, gánh tình trên của chị, nỗi đắng cay thì để bao hương vị ngọt mùi thì tặng cho đời đi ơi. Sau đây tài tử Ngọc Minh hát 19 câu ái tử kê Biển Tình của tác giả Trần Ngọc Thạch. Đêm trăng sáng sáng mơ mộng, đôi ta bước bước thong dong bước nhẹ dưới trời khuya sớm xuống đắm đuối. Kia là tiếng đời của em im bên vì gặp quan thai thanh cao điệu lâu thủy trường. Trăng vàng trên biển xanh lung linh soi bóng nước giả lướt trăng tình dương dưới trăng lá càng ba thứ bãi cát vàng xa tích dặm xa. Yêu yêu cho sống lăng tăng tiếng lòng chào dân đêm thơ mộng với đôi tình. Chương trình được liên tục với 8 câu Phụng Hoàng và 2 câu giọng cổ nhịp 32, Hàng Giỏ Biệt Ngu Cơ, sáng tác Diễn Châu do tài tử Nguyễn Hoàng Oanh trình bày. Đình trưởng ơi, ta mang chi cả nhưng trời không thừa. Nay xa cô vì quỷ kế của Lưu Bang, giữa đêm buồn nghe tiếng sáo trương lương đã đưa ta đến con đường tuyết lo. Vì trước mặt ta là sống cả mến bên nô giang lại đành cản lối, sau lưng thì mịt mờ lửa khói. Tớ mở tiếng reo hò hãy bắt cho trên đường bốn ba ta đã mất đi một người bạn tình. Nàng đã quyên sinh để ta tìm lối thoát, vĩnh biệt muôn đời ôi chua xót bấy giờ.
này còn uy nghi. Một gió tương đương thời, tiếng quân treo ngựa khí giang trời. Rộn rệp sau lưng có tám ngàn tử đệ, sao đến giờ này lại quá đổi tan thương. Ngỡ lòng tay khóc người yêu hay hận bước đường. Phải, đây là lần thứ nhất ta để rơi nước mắt, nhưng không phải giọt lệ yêu hèn ta khóc cảnh xa trời. Ta khóc đây là khóc cho một cánh hoa trước gió giật giờ, rồi mai một giữa trời xa bến là. Bởi hàng gió ba dương ta giờ nhất nhân nhất mã, đang lạnh lùng trên yên gió ngựa nẻo biên thuyền. Ngày có nhớ chăng, có lần ngày nhờ tôi đưa cõi bớt nhớ sông. Khi đó tôi có hỏi ngài, ngài đã chiếm được một phần gian sang đất Hán, vậy chứ lòng dân ngài có chiếm được hay chưa? Ngài làm thân ngạo nghễ nhìn tôi, nheo đôi mắt rồi không trả lời câu. Vậy lâu sau ngày mới tuốt gươm rồi cười rộn ra, một cánh tay làm lệch đất nghiêng thân. Thế mà giờ đây uy quyền cũng không, điện ngọc cũng không, người yêu mất, cơ đồ cũng mất. Ngài ơi, khi người ta chiếm được lòng dân bằng uy quyền võ lực thì gươm dốc sơn hà đâu giữ được bền lâu. Thì đó, ngài thấy chưa, trước kia ngài đến đây với mấy vạn tinh binh, một tiếng thét của ngài thôi thì ổ giang cũng giật mình sám mặt. Thế mà giờ đây trong cơn thất thế, ngài đi đâu lỡ lối một mình. Giờ thì chắc ngài đã hiểu được thế nào là cay đắng nhục vinh, bởi trên đời này không có chi là trường tồn vinh. Mảnh trăng mới khuyết chưa tròn tay không, hàng gió lại vàng tay không. Tài tử Hải Ngàn và Thùy Dương song ca bài Sông Cước, Canh Giấc Ngủ Cho Người của tác giả Minh Lời. Thank you.
Nam Bắc tại hải siết giặc đội ngũ kết đoàn cùng nhau bắt dậy tay mỉm cười giữa ba đình. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.